Xin chào bạn, ngày hôm nay mình mở bỏ thế nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con ruồi để các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con cáo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm sư tử. Như vậy là sản phẩm cao cào của mình thế nên là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha, và đây là sản phẩm con ruồi của mình đã hoàn thiện. Mình xin chào tất cả các bạn nha, xin chào tất cả các bạn nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi, sản phẩm sư tử này. Vậy như vậy là hỏi mình đã tôn màu xong rồi, quá đẹp luôn. Vậy là video kết thúc nha, mình chào tất cả các bạn. Các bạn ngày nay mình sẽ tô màu làm việc. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm bướm sắc mỏ.
Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con lười các bạn ạ. Còn đây là sản phẩm thỏ hàn xề, các bạn cùng chờ đón xem. Như vậy là sản phẩm thỏ hàn xề của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm con lười của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Và đây là sản phẩm bướm sắc màu. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Như vậy là bước chân làm việc của mình đã